Nga tung đơn vị thiện chiến nhất phá vòng vây, chặt đứt đà phản công của Ukraine. Ngày 31 tháng 8, Business Insider cho biết, lực lượng đổ bộ đường không Nga VDV, một nhánh của quân đội Nga, từ lâu đã được coi là binh chủng chủ lực và tinh nhuệ nhất của Nga. Lực lượng này được trang bị xe chiến đấu bộ binh và xe bọc thép chở quân. Các chuyên gia quân sự nhận định, những đội quân VDV tinh nhuệ vốn đóng vai trò nòng cốt trong các cuộc hoạt động tấn công của Nga gần đây đã được huy động để chiến đấu ở một số khu vực nơi Ukraine đang thực hiện các cuộc phản công. Các chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK có trụ sở tại Washington cho biết, việc tái triển khai đội quân này cho thấy các lực lượng Nga có thể đang sử dụng các đơn vị tinh nhuệ để củng cố các khu vực quan trọng ở tiền tuyến. Các đơn vị VDV của Nga đã được điều động từ Kherson và Lugan để hỗ trợ các nỗ lực phòng thủ của Nga ở Zaporizhia và Bắc Mút. Zaporizhia, một khu vực bị kiểm soát ở phía nam, và Bakhmut, một thành phố bị chiến tranh tàn phá ở phía đông, là hai hướng mà các lực lượng Ukraine đang dồn sức phản công. Tại hai mặt trận trên, Ukraine đang tiến công với tốc độ chậm nhưng ổn định, bất chấp một số thất bại ban đầu cũng như hệ thống phòng thủ kiên cố của Nga. Các chuyên gia ISVK nhận định, Bộ Chỉ huy quân sự Nga vẫn trông cậy vào các đội quân VDV. Họ vừa là lực lượng tấn công vừa là lực lượng phòng thủ, nhưng có thể bị suy yếu do cường độ tác chiến cao. Đồng thời, các chuyên gia cho rằng việc triển khai VDV ở cả hai mặt trận có nguy cơ làm suy yếu lực lượng tinh nhuệ này theo hướng gây bất lợi cho Nga trong cuộc chiến. ISVK cho biết thêm, sự suy yếu của các lực lượng này có thể làm giảm khả năng của Nga trong việc duy trì các hoạt động phòng thủ phức tạp và gần như chắc chắn phá vỡ bất kỳ kế hoạch nào của Nga nhằm tiếp tục các hoạt động tấn công trên quy mô lớn vốn chủ yếu dựa vào bộ binh tương đối tinh nhuệ mà Nga đang thiếu. Forbes nhận định, động thái triển khai lực lượng mạnh hàng đầu của Nga nhằm đối phó với việc Ukraine tăng cường tấn công phá phòng tuyến của Moscow ở mặt trận Đông Nam. Động thái của Nga dường như là hành động đáp trả, đồng thời gia cố phòng tuyến thêm vững chắc trước lực lượng Ukraine được trang bị hàng loạt vũ khí hiện đại từ phương Tây. Lực lượng VDV từng được triển khai vào các chiến dịch của Nga từ những ngày đầu xung đột. Các đơn vị VDV cũng tham gia các trận giao tranh khốc liệt nhất trên các mặt trận ở Ukraine, trong đó có chảo lửa Bắc Mút ở miền Đông. Tuy vậy, lực lượng VDV cũng chịu tổn thất lớn trong chiến dịch quân sự tại Ukraine. Tướng Mikhail Teplinsky, tư lệnh VDV trong tháng này nói rằng 8.500 binh sĩ dưới quyền đã bị thương tại Ukraine. Chỉ huy Ukraine ở tiền tuyến cảm thấy u ám vì thương vong liên tục tăng cao. Giữa lúc người Ukraine lo lắng, thấp thỏm vì tin đồn tổng động viên lan khắp nơi do thương vong chiến trường ngày càng tăng cao, thì thiệt hại của cuộc chiến cũng đè nặng lên các chỉ huy thuộc lữ đoàn Jager số 68, đơn vị đang chiến đấu để ngăn chặn bước tiến của quân Nga ở mặt trận phía đông gần thị trấn Kupiansk. Giữa nắng nóng trên 35 độ trên chiến trường, một phó tiểu đoàn trưởng của lữ đoàn Jaeger số 68 có biệt hiệu là Lermontov đang chìm trong tâm trạng suy tư và u ám. Vừa nhấp nháp ly cà phê mới pha, ông vừa dự đoán về một cuộc chiến kéo dài khi Ukraine phản công chậm hơn dự đoán. Lermontov nhận định, quân Nga sẽ không dừng chiến đấu. Bạn không thể thương lượng với họ, phương Tây không hiểu điều này. Ông chia sẻ rằng những người lính trẻ lẽ ra sẽ về nhà sau một năm nữa đã nhận ra rằng Giờ đây họ sẽ ở chiến trường lâu hơn. Lermontov là một cựu chiến binh trong cuộc chiến ở Donbass. Ông đã chiến đấu với lực lượng thân Nga kể từ năm 2014. Vậy Lermontov dự đoán cuộc chiến này sẽ kéo dài bao lâu? Ông trả lời, 10 năm nữa. Tâm trạng u ám của người chỉ huy Ukraine là điều dễ hiểu. Vào ngày 1 tháng 8, một trung sĩ lữ đoàn và hai người khác đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng súng cối của Nga chia sẻ về người trung sĩ của lữ đoàn vừa tử trận, ông Lermontov buồn bã nói: "Cậu ấy là một huyền thoại. Xe của cậu ấy vẫn đang đậu ở nơi cậu ấy đã để lại. Đồ đạc cá nhân của cậu ấy vẫn còn bên trong. Khi đang trò chuyện, điện thoại của ông Lermontov đổ chuông. Đó là mẹ của một người lính vừa tử trận tuần trước. Bà muốn biết tại sao những thanh niên cầm súng lại được cử đi tấn công chiến hào của nga nếu ukraine được phương tây viện trợ rất nhiều vũ khí hiện đại." Nhưng trên chiến tuyến kéo dài 900 km này, nhiều lữ đoàn thiếu xe bọc thép hiện đại nhất hoặc pháo tầm xa. Thực tế là ở nhiều chiến hào, binh sĩ Ukraine phải tự xoay sở. Lermontop giải thích: "Tôi không có câu trả lời cho bà ấy, bà ấy không hiểu, chúng tôi không có tất cả mọi thứ." Trong khu vườn của một ngôi nhà được chọn làm căn cứ đại đội, phóng viên BBC News gặp chỉ huy lữ đoàn Jaeger, đại tá Oleksii. Ông vừa trở về từ đám tang của một trung sĩ Đại tá Oleksy nói rằng, nhìn chung thương vong của Nga vẫn lớn hơn nhiều so với Ukraine, khoảng 120.000 người chết theo ước tính mới nhất của Mỹ, nhưng quân đội và dân số của Nga đông hơn nhiều so với Ukraine. Khi phóng viên hỏi đại tá Oleksy rằng ông thường nói gì với gia đình các binh sĩ đã chết, ông nhấn mạnh: "Tôi chỉ cầu xin sự tha thứ vì đã không cung cấp đủ sự an toàn cho họ. Có thể tôi là một người lãnh đạo tồi, lập kế hoạch tồi, và tôi cảm ơn họ vì những gì họ đã cống hiến cho cuộc đời này. Ukraine gặp nhiều khó khăn trong việc tuyển quân. Trong khi đó, theo phóng viên của BNE Intel News ở Kiev, đang có tin đồn rằng Ukraine sắp kêu gọi tổng động viên ở các khu vực phía Nam và phía Đông khi con số thương vong tăng lên nhanh chóng. Theo báo cáo tình báo Mỹ, ước tính khoảng 1 phần 3 quân đội Ukraine đã thiệt mạng hoặc bị thương trong cuộc giao tranh ukraine đã tăng cường nỗ lực tuyển mộ binh sĩ mới trong những tháng gần đây kể từ khi lực lượng vũ trang ukraine afu phát động cuộc phản công chống lại quân đội nga tuy nhiên kiev đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm những chiến binh mới sẵn sàng ra tiền tuyến hầu hết những người yêu nước đến mức muốn chiến đấu đều tình nguyện nhập ngũ ngay khi cuộc chiến toàn diện bùng nổ vào năm ngoái nhưng những người không muốn chiến đấu hoặc đã rời khỏi đất nước hoặc đang cố gắng trốn tránh nghĩa vụ BBC đưa tin trong tuần này rằng những ước tính mới từ các quan chức Mỹ cho thấy số người chết ở Ukraine đã gia tăng đáng kể sau khi nước này phát động cuộc phản công lớn để giành lại lãnh thổ vào hồi tháng 6. Con số thương vong chính thức vẫn là bí mật quốc gia Ukraine, nhưng một báo cáo tình báo của Mỹ đưa ra con số binh sĩ si Ukraine đã chết là 70.000 người. Ngoài ra hơn 100.000 quân nhân khác đã bị thương, trong khi quân số của Ukraine chỉ khoảng nửa triệu người. Tính theo tỷ lệ, khoảng 8% trong tổng toàn bộ lực lượng của Ukraine đã thiệt mạng trong khi chiến đấu, hoặc gần 1 phần 10, và nếu tính cả số người bị thương thì khoảng 1 phần 3, tương đương 32% lực lượng AFU đã thiệt mạng hoặc bị thương trong khi chiến đấu. Một phần lý do khiến thương vong tăng vọt là trước đây Ukraine chủ yếu phòng thủ trước cuộc tấn công dữ dội của Nga. Nhưng kể từ các hoạt động phản công vào tháng 9 năm ngoái ở Kharkov và Kherson cho đến cuộc tổng phản công ở miền Đông và Nam hiện nay, lực lượng Nga bây giờ ở thế phòng thủ và Ukraine ở thế tấn công. Thông thường, lực lượng tấn công sẽ chịu thương vong cao hơn nhiều so với quân phòng thủ. Công bố những bức ảnh cuối cùng của chùm Wagner Công ty quân sự tư nhân Wagner công bố những bức ảnh được cho là cuối cùng của Jeff Jenny Prigozhin, để tưởng niệm người thủ lĩnh vừa chết trong vụ rơi máy bay vào tuần trước. Tập đoàn Wagner cho biết trên Telegram kèm theo bức ảnh của ông Prigozhin, 62 tuổi. Lễ chia tay Jeff Jenny Vitorovic diễn ra theo thể thức khép kín. Những người muốn nói lời từ biệt có thể đến viếng nghĩa trang Porokoskoye. Công ty này công bố một số bức ảnh chụp ông Prigozhin mặc áo sơ mi và quần bò chụp ảnh tự sướng với những người dân châu Phi biết ơn theo chú thích kèm đăng theo ảnh. Những hình ảnh này được cho là được chụp ở Bangui, thủ đô Cộng hòa Trung Phi CAR, nơi Wagner xây dựng hoạt động quy mô và sinh lợi nhất. Dimitri City, nhân vật cấp cao của Wagner hoạt động tại CAR và người đã bị anh EU và Mỹ trừng phạt vì có liên quan với ông Prigozhin xuất hiện trong bức ảnh này. Ông Prigozhin được cho là đã dành những ngày trước khi chết trong vụ tai nạn máy bay ở tỉnh Vơ của Nga hôm 23 tháng 8 để đi tới CAR và Mali, những quốc gia khách hàng lớn nhất của Wagner nhằm tái củng cố các mối quan hệ. Vài giờ trước tang lễ, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov nói rằng sự hiện diện của Tổng thống Nga tại buổi lễ không nằm trong dự kiến. Hãng tin MSK1.RU của Nga dẫn lời nhân viên Nghĩa Trang cho biết mong muốn của gia đình là được tổ chức tang lễ riêng tư. Ông Prigozhin là một trong 10 người thiệt mạng khi chiếc máy bay tư nhân Embraer Legacy 600 của ông bị rơi ở phía bắc Moscow vào tuần trước. Trên máy bay còn có Dmitry Utkin và Valery Chekalov, các lãnh đạo cấp cao của Wagner. Vụ rơi máy bay diễn ra đúng 2 tháng sau khi ông Prigozhin tuyên bố mở cuộc hành quân công lý tới Moscow để phản đối cách điều hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine của Bộ Quốc phòng Nga ông ngừng cuộc nổi dậy và lui quân sau khi có sự hòa giải của tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Nga từ chối cho phép Brazil điều tra vụ tai nạn máy bay chở ông Trumpacner. Hãng tin Reuters cho biết, Nga đã thông báo cho trung tâm nghiên cứu và phòng ngừa tai nạn hàng không Brazil (Cenipa) về việc Moscow sẽ không điều tra vụ tai nạn của chiếc máy bay Embraer do Brazil sản xuất khiến ông Prigozhin thiệt mạng theo các nguyên tắc quốc tế vào lúc này. Senipa tuyên bố, vì lợi ích cải thiện an toàn hàng không, họ sẽ tham gia cuộc điều tra do Nga dẫn đầu nếu được mời và cuộc điều tra được tiến hành phù hợp theo quy định quốc tế. Senipa cũng cho biết, nhà chức trách Nga sẽ chưa tiến hành điều tra theo phụ lục 13 của Công ước về hàng không dân dụng quốc tế vì vụ tai nạn máy bay xảy ra trên chuyến bay nội địa và không tuân theo các quy chuẩn quốc tế. Người đứng đầu Senipa Ông Marcelo Moreno giải thích: Nga không bị bắt buộc phải làm theo luật quốc tế, chỉ là được khuyến khích nên làm như vậy. Tuy nhiên, nếu Nga mở cuộc điều tra và gửi lời mời tới Brazil, chúng tôi sẽ tham gia điều tra từ xa. Senipa và nhà sản xuất máy bay Embraer được cho là muốn đề phòng các tai nạn ở tương lai, nhưng đang gặp nhiều khó khăn trong việc thu thập thông tin từ cuộc điều tra vì các lệnh cấm được áp dụng với Nga, cũng như lo ngại về việc cho phép các nước khác Xem xét kỹ lưỡng về vụ tai nạn. Hiện có 802 máy bay Embraer hoạt động với sức chứa từ 37 đến 50 chỗ ngồi, được chế tạo trên cùng nền tảng với mẫu máy bay Embraer Legacy 600 mà ông Trùm Wagner gặp nạn. Theo Reuters, điều này giải thích sự quan tâm của Brazil trong việc điều tra vụ tai nạn của chiếc Embraer Legacy 600. Ukraine bật mí siêu tên lửa mới cực mạnh tiêu diệt được cả dòng lửa S-400 của Nga. Cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine GUR mới đây chia sẻ một video ghi một vụ nổ gần làng Olenivka thuộc bán đảo Takhankut. Ông Oleksiy Danilov, thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia sau đó cho biết, vụ nổ đã xóa sổ hệ thống phòng không S-400 của Nga. Theo tình báo Ukraine, toàn bộ hệ thống phòng không tối tân của Nga đã bị phá hủy cùng với toàn bộ nhân sự vận hành. Tuy nhiên, tiết lộ mới nhất của ông Danilov với đài phát thanh Ukrainsky là hệ thống phòng không S-400 của Nga đã bị tên lửa mới cây nhà lá vườn của Ukraine tiêu diệt. Theo thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine, cuộc tấn công vào mũi phía tây bắc của Crimea do Nga kiểm soát được thực hiện bởi tên lửa mới, hoàn toàn hiện đại do Ukraine sản xuất và nó đã tiêu diệt dòng lửa S-400 của Nga một cách hoàn hảo. Hệ thống phòng không S-400 bị tiêu diệt, có thể tấn công các mục tiêu trên không, trên đất liền và trên biển. Đặc biệt S-400 đồng thời có khả năng tấn công các mục tiêu trên không, cách xa tới 350 km. Trước đó, suy đoán ban đầu là quân đội Ukraine đã sử dụng tên lửa Storm Shadow do Anh hoặc Pháp cung cấp, với độ chính xác cao, để san bằng căn cứ của Nga ở Crimea, từ đó tiêu diệt hệ thống S-400. Nhưng ông Danilov đã phủ nhận suy đoán này và nhấn mạnh Ukraine đã sử dụng một trong những tên lửa mới nội địa của họ. Ông Danilov không tiết lộ chi tiết về tên lửa này, nhưng nhiều người nghi ngờ rằng tên lửa chống hạm Neptune bay thấp, cận âm, loại tên lửa đã đánh chìm xoáy hạm Moscow của hạm đội biển đen của Nga vào năm ngoái đã được điều chỉnh để tiêu diệt thành công dòng lửa S-400. Ukraine tiến quân vũ bão quyết tiếp cận tốc mắc trước những cơn mưa mùa thu. Khi những cơn mưa mùa thu ở miền đông Ukraine đang tới gần, quân đội Ukraine quyết tâm tiếp cận tốc mắc. Tuy nhiên họ mới chỉ tiếp cận được tuyến phòng ngự chính của quân đội Nga tại đây. Vào ngày thứ 551 của cuộc xung đột Nga-Ukraine, bước tiến của Ukraine đã có những chuyển biến. Mặc dù quân đội Ukraine bị tổn thất nặng nề trên hướng Zaporizhia, nhưng nhiều đơn vị quân đội chính quy của Nga hiện vẫn chưa được tung vào chiến đấu và lực lượng dự bị của Nga vẫn là một ẩn số. Cuộc phản công của quân đội Ukraine đã gần 3 tháng. Việc vượt qua các bãi mìn và các vật cản được Nga xây dựng liên hoàn, hiểm hóc, không hề dễ dàng. Chính các tướng Mỹ cũng phải thừa nhận, nếu không có ưu thế trên không, đối mặt với tình huống như vậy, quân đội Mỹ sẽ không tấn công. Trên hướng tiến công chủ yếu ở phía nam thị trấn Orekhip thuộc tỉnh Zaporizhia, Việc đột phá qua cửa tử Rabotino, Verbove, Novo Prokopivka nhằm tiếp cận tốc mắc đã khiến 6 lữ đoàn của Ukraine mất sức chiến đấu và phải rút về tuyến sau, củng cố lực lượng. Riêng ở lò vôi Rabotino, trung bình một ngày có 300 quân Ukraine bị loại khỏi vòng chiến đấu. Các mũi đột phá của quân đội Ukraine tại hướng Orekhiv chủ yếu bằng các đợt xung phong dưới sự yểm trợ của hỏa lực pháo binh. Sau khi tiếp cận các làng Rabotino, Verbove, Novo Prokopivka, con đường đến Tốc Mắc được mở ra. Vào ngày 24 tháng 8, Sở Chỉ huy Tiền phương của quân đội Nga đã chuyển về phía Nam. Tại cửa tử Rabotino, quân đội Ukraine đã thay đổi chiến thuật, đồng thời đột phá vào bên sườn Rabotino là làng Verbove và Novo Prokopivka dọc theo lối đi mở ở giữa. Mục đích nhằm bao vây tốc mắc và mục tiêu của quân đội Ukraine dường như là rất rõ ràng. Trên bản đồ cập nhật hàng ngày, quân đội Ukraine dường như đang bao vây tốc mắc từ bốn hướng, tập trung vào cả chính diện và hai bên sườn. Kopani ở điểm A vẫn đang tiến lên. Novi Prokopivka tại điểm B hiện là khu vực gần tốc mắc nhất. Quân đội Nga tại đây đã tăng viện sư đoàn dù tinh nhuệ số 76. Có thể tưởng tượng quân Ukraine đang quyết tâm tấn công như thế nào. Lực lượng vũ trang Ukraine tại điểm C là làng Ocherewatou nhằm hỗ trợ sườn của Verbove và bảo vệ sườn tấn công của quân Ukraine. Tại điểm D là làng Verbove, quân Ukraine đã tiếp cận, quan sát từ điểm A đến điểm D với mặt trận rộng gần 12 km. Quân Ukraine đang tiến lên đều đặn bằng chiến thuật làm sóng người. Các nhà phân tích quân sự cho rằng quân nga bố trí đội hình túi và đợi quân Ukraine tiến vào vòng vây tiêu diệt. Hiện quân đội Ukraine chỉ cách tốc mắc chừng chục km. Điều thuận lợi là họ đã chiếm được ngọn đồi cao 169 m ở phía đông làng Novi Prokopivka, nơi pháo binh được triển khai và bắn phá phía bắc và phía nam. Chuyên gia quân sự Nga Vasily Dandikin đã nói về tình hình ở điểm nóng nhất của mặt trận Zaporizhia. Theo Dandikin, Quân Ukraine đã tiếp cận được trung tâm làng Rabotino, nhưng cuộc phản công của Nga sẽ sớm diễn ra khi các đơn vị dự bị được điều động đến khu vực. Mặc dù phía Ukraine liên tục tuyên bố họ đã tràn ngập được cửa tử Rabotino, nhưng kẻ thù liên tục pháo kích và không kích. Vấn đề quan trọng nhất đối với quân đội Ukraine là mũi tiến quân tương đối hẹp ở khu vực Rabotino. Nếu tổ chức tấn công xuống tốc mắc sẽ bị quân Nga tấn công từ hai bên sườn. Tại phía nam làng Rabotino, có một hệ thống các chiến hào, hầm hào và đường hầm ngầm của Nga được kết nối với nhau, cho phép quân Nga thuận lợi trong việc vận chuyển quân, vũ khí và đạn dược từ các vị trí chiến thuật khác nhau dọc theo mặt trận. Cùng với đó là các bãi mìn, trận địa hỏa lực, ngăn cản bước tiến của quân đội Ukraine. Bất chấp tuyên bố của Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine về các đơn vị của họ đã sẵn sàng cho việc thông chốt Rabotino, và thọc sâu xuống tốc mắc, thì các chuyên gia của Viện Nghiên cứu Chiến tranh của Mỹ ISV cho rằng các vị trí của binh sĩ Ukraine ở Rabotino hiện nằm trong tầm sát thương hiệu quả của hàng loạt tuyến phòng thủ tiếp theo của Nga. Để tăng cường hỏa lực cho lực lượng tiến công trên hướng Rabotino, không quân Ukraine cũng đã sử dụng bom lượn có điều khiển GDAM của Mỹ để viện trợ. Có trọng lượng từ 230 đến 960 kg, được thả ở khoảng cách từ mục tiêu 40 đến 75 km nhằm phá hủy các công sự kiên cố bằng bê tông của Nga. Truyền thông Ukraine cũng đã công bố đoạn video về một số vụ nổ được cho là do bom của GDAM. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga trong bản tin hoạt động quân sự đặc biệt ngày 27 tháng 8 cho biết hai cường kích Su-25 của không quân Ukraine đã bị lực lượng phòng không Nga bắn hạ ở Malaya Tokmakka và Novodanilovka vùng Zaporizhia. Các chuyên gia ISVK của Mỹ tin rằng, tuyến phòng ngự kiên cố của Nga tại Rabotino là kết quả của nhiều tháng chuẩn bị cho một cuộc tấn công của Ukraine. Nếu quân đội Ukraine vượt qua được Rabotino, lúc này mới thực sự chạm vào tuyến phòng thủ chính của quân Nga và các trận đánh cận chiến sẽ diễn ra, thiệt hại của hai bên chắc chắn càng lớn hơn. Theo các phóng viên quân sự Nga, các trận đánh giữa quân Nga và Ukraine tại trung tâm làng Rabotino vẫn đang diễn ra ác liệt. Quân Nga tiếp tục phản công trong làng bằng hỏa lực pháo binh và không quân, trong đó sử dụng cả bom hạng nặng. Như vậy, mục tiêu của Ukraine trong chiến dịch này là thông chốt qua cửa tử Rabotino và nhanh chóng thọc sâu xuống tốc mắc trước khi những cơn mưa mùa thu sẽ biến mặt đất trở thành túi bùn khổng lồ, nhưng có thể thấy quân Ukraine cũng đã dần đuối sức. Các tình nguyện viên làm công tác thương binh, tử sĩ của quân đội Ukraine tại mặt trận Zaporizhia cho biết, có ngày họ phải chôn cất từ 300 đến 400 tử sĩ ở mặt trận chuyển về. Như vậy, quân số thiệt mạng tương đương cả một tiểu đoàn thiếu một ngày và một lữ đoàn của Ukraine tồn tại chưa được một tuần chiến đấu.